Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, Chính phủ, Bộ Công Thương và nhiều địa phương đã ban hành cơ chế ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ nói chung và công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may nói riêng, kịp thời tìm giải pháp khắc phục những yếu kém tồn tại để ngành dệt may Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới. Theo quyết định số 68 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025, danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may được ưu tiên phát triển. Để thực hiện quyết định này, nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp đã được tổ chức nhằm tìm giải pháp khắc phục những yếu kém tồn tại để ngành dệt may Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, đến nay nhiều ý kiến vẫn chưa thống nhất về vấn đề ngành dệt may nên triển khai chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ cụ thể như thế nào và mức độ đến đâu. Tuy nhiên, với sự chủ động nhạy bén và linh hoạt, trong 10 năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã đón xu hướng dịch chuyển sản xuất của thế giới tới Việt Nam. Qua đó, doanh nghiệp trong nước đã nắm bắt được thực tế phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may thế giới, từ đó có những biện pháp cụ thể để duy trì tăng trưởng. Ngoài các sản phẩm dệt may truyền thống, các mặt hàng có giá trị tăng cao, trong đó có nguyên phụ liệu dệt may cũng có sự tăng trưởng rất khả quan. Cái công nghệ hỗ trợ hiện nay mà làm giá trị tăng nhất là công nghệ Watt. Như các anh cũng đã thấy, cái công nghệ Watt bây giờ họ cải tiến rất nhiều và tuyệt đối không ảnh hưởng môi trường. Cái công đoạn này trước đây thì nó liên quan dệt nhuộm và Watt là nó ảnh hưởng đến cái môi trường, nhưng bây giờ thì EU họ đã nghiên cứu ra 5 cái loại công nghệ thay cho cái công nghệ cũ truyền thống, mà đây là cái công nghệ mà có chữ eco mà ta đã hướng dẫn. Ví dụ như là cái anh có thấy ở Vitadin ấy, là cái công nghệ về laser này, công nghệ về ozone này, công nghệ nano này, công nghệ về imac này, là những cái công nghệ đó họ thay tuyệt đối không ảnh hưởng. Encolonvi, 5 loại chất thải độc hại từ trước nay có thì bây giờ triệt tiêu. Về công nghiệp dệt may thì cái tỷ lệ nội địa hóa của chúng ta hiện nay đã đạt khoảng độ từ 45 cho đến gần 50%. Và đây là một cái điều rất có ý nghĩa khi mà chúng ta biết là sự công nghiệp dệt may của chúng ta là một năm là cái xuất khẩu của chúng ta đạt cái doanh số, đạt cái kim ngạch xuất khẩu của chúng ta là đến hơn 30 khoảng 32 33 tỷ đô la vừa qua. Bên cạnh cái ý nghĩa của thâm dụng lao động thì đây là cái ngành công nghiệp mà mang lại những cái đóng góp cũng rất lớn. Để nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm cho ngành dệt may, ngành công nghiệp phụ trợ trong nước trong thời gian qua đã sản xuất được nhiều sản phẩm có chất lượng cao, tương đương với hàng nhập khẩu, được khách hàng trong và ngoài nước chấp nhận đón nhận. Ngoài phát triển công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp dệt may còn đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị tự động hóa, nâng cao công tác quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Công ty Việt An hiện nay đang sản xuất những cái mặt hàng, những cái chủng loại hàng chủ yếu là xuất khẩu đi các thị trường châu Âu. Về các cái nguyên liệu nhà máy đang nhập ở trong nước, những cái đó là cái chủ yếu đó là cái chỉ và cái dây kéo, thì hiện nay những cái nguyên phụ liệu mà chúng ta nhập ở trong nước khi sản xuất và xuất đi các cái nước châu Âu thì cũng được khách hàng và ở các cái nước châu Âu người ta cũng đánh giá rất là tốt. Trong tình hình hiện tại đó thì công ty phải sắp xếp lại lực lượng lao động, đào tạo lại công nhân để nâng cao tay nghề. Làm sao là coi như công nhân có thể sử dụng được nhiều máy và nâng cao cái kỹ thuật sử dụng máy tự động hóa để nó đáp ứng được nhu cầu công việc chuyên môn, phát triển những cái mặt hàng có hàm lượng chất lượng kỹ thuật cao để mà là thỏa mãn được cái nhu cầu của khách hàng cũng như là giữ được cái chính sách chất lượng ổn định và phát triển sự bền vững của công ty. Hướng đến làm chủ thiết kế, đó là tâm huyết của đại diện các doanh nghiệp dệt may tại hội thảo phát triển thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Khâu thiết kế, nhảy cỡ được thực hiện hoàn toàn trên máy vi tính với sự hỗ trợ của các phần mềm. Việc xây dựng quy trình công nghệ thiết kế dây chuyền đã được thực hiện đối với tất cả các mã hàng trước khi sản xuất. Đến nay, nhiều thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp dệt may lớn trong nước đã bắt đầu được biết đến trên thị trường tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu. Về lâu dài, để trụ vững trên thị trường thì cần có chiến lược đúng đắn và đặc biệt phải kiên trì. Tới đây, các cơ quan chức năng của nhà nước, Bộ Công Thương
sẽ tiếp tục nghiên cứu ban hành những cơ chế quyết sách sát với thực tế, đúng với những gì cộng đồng doanh nghiệp cần để tạo bước đột phá cho công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may nói riêng và công nghiệp hỗ trợ nói chung. Chúng tôi cũng phát triển cái hàng thời trang nam với thương hiệu là Belloni. Hiện nay thì cái thương hiệu Belloni đã có mặt trên thị trường với hơn 100 cửa hàng. Và chúng tôi nghĩ rằng là với các doanh nghiệp dệt may thì ngoài thị trường xuất khẩu ra thì phải phát triển thị trường nội địa. Hiện nay thì chính phủ thì cũng khuyến khích đưa ra các cái chiến lược để mà sản xuất nguyên liệu tại Việt Nam thay thế cho nguyên liệu nhập khẩu. Chúng tôi đang đề nghị chính phủ là thành lập cho 3 khu công nghiệp tập trung chuyên về sản xuất nguyên liệu. Để ngành dệt may có bước phát triển nhanh trong thời gian tới, xứng với tiềm năng và thế mạnh của mình, các doanh nghiệp trong ngành rất mong muốn được nhà nước hỗ trợ một phần cho công tác nghiên cứu thiết kế mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, khắc phục các rào cản kỹ thuật thương mại của các nước nhập khẩu, hỗ trợ nâng cấp các trung tâm giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may, tạo mạng liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là những doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước để gia tăng phát triển chuỗi giá trị, đào tạo nâng cao trình độ năng lực quản lý chuỗi giá trị, hình thành nên các liên minh và các tổ chức hợp tác giữa các công ty dệt may và sản xuất phụ kiện nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh theo chuỗi cung ứng từ cung ứng nguyên liệu đến phân phối sản phẩm may mặc.